Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn tất cả các bạn thực hiện một vòng đeo tay. Một vòng đeo tay được thực hiện trên hai nút cơ bản. Một đó là nút xà, hai đó là nút cúc áo. Đầu tiên thì chúng ta cần một đoạn dây khoảng 1 mét đối với tay của bạn nữ và 1 mét 3 đối với tay của bạn nam. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thắt một nút chịu đơn để nối hai đầu dây lại. Các bạn có thể sử dụng dây cùng màu hoặc là khác màu. Chúng ta thắt nút chịu đơn để làm gì các bạn? Để thực hiện mẫu cúc áo nó sẽ dễ hơn và chúng ta tiết kiệm dây hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện mẫu cúc áo số 2, mẫu cúc mão Trung Hoa. Mẫu này mình đã hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn ở video lần trước. Bạn nào chúng ta chưa thắt được thì chúng ta quay lại video lần trước chúng ta xem nhé. Mình có để link hướng dẫn trên màn hình cho các bạn. Ở tất cả các mẫu vòng đeo tay, dây đeo kỹ năng và tất cả các loại móc khóa, hầu như chúng ta đều sử dụng mẫu cúc áo. Cho nên những bạn nào đam mê bộ môn cúc dây thì các bạn nên xem nhiều và thực hiện thành thạo 3 mẫu cúc áo mình đã hướng dẫn các bạn ở video lần trước. Ở đây mình đang sử dụng là mẫu cúc áo số 2. Mẫu cúc áo số 2 này mình rất thường sử dụng các bạn, vì nó tròn trịa và nó hài hòa hơn hai mẫu cúc áo còn lại, và đặc biệt là nó dễ thắt các bạn. Và sau khi chúng ta thực hiện xong, chúng ta cắt phần dư dây dư và chúng ta dùng bật lửa chúng ta hơ đầu dây để đừng có bung ra các bạn. Trước khi chúng ta thắt vòng đeo tay thì chúng ta sẽ tiếp tục thắt một nút cúc áo số 1 để khóa đầu dây. Nếu các bạn không thắt nút cúc áo số 1 và chúng ta bắt tay vào ngay chúng ta thắt nút xà thì trong quá trình chúng ta sử dụng dây chỗ vị trí nút xà sẽ rất dễ bung nha các bạn. Nên chúng ta sẽ thắt một nút cúc áo số 1 để khóa đầu dây ở vị trí đầu tiên của nút xà. Các bạn có thể sử dụng nút chịu đơn, chịu kép hoặc chịu tam thay thế cho mẫu nút cúc áo số 1. Nhưng tất nhiên là nút chịu đơn, chịu kép và chịu tam sẽ không đẹp. Vì thắt nút chịu đơn, chịu kép thì chỉ có một màu thôi các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng một dây màu xanh để chúng ta thắt nút xà. Ở nút xà này các bạn có nhiều tên gọi, có bạn gọi là nút xà, có bạn gọi là nút con rắn, có bạn gọi là nút phẩy rắn, nhưng mà chung quy ra thì nó là nút hình dạng của con rắn. Ở nút xà này thì mình đã hướng dẫn các bạn ở video lần trước, các bạn có thể quay lại xem chi tiết hơn. Mình có để đường link ở phía trên cho các bạn quay lại xem nút xà. Và chúng ta thực hiện nút xà này, có thể các bạn thực hiện nút xà đơn hoặc nút xà kép, tùy theo các bạn. Cứ như vậy các bạn, chúng ta sẽ thực hiện nút xà cho đến khi vừa cái vòng tay của chúng ta. Ở mẫu vòng đeo tay này thì có rất nhiều mẫu mà các bạn có thể thực hiện nút xà này làm vòng đeo tay, nút con nhộng mình cũng đã giới thiệu ở video lần trước, con nhộng thép hoặc nút mandala hoặc là nhiều nút chịu kép chúng ta cũng có thể sử dụng làm vòng đeo tay. Đó là sự sáng tạo. Rồi sau khi chúng ta đã thực hiện xong phần nút xà thì ở vị trí cuối cùng
chúng ta sẽ thực hiện thêm một nút cúc áo số 1 để chúng ta khóa đầu dây và đảm bảo hai đầu dây của nút xà này sẽ không bung ra. Các bạn nên thắt nút cúc áo thay vì các bạn thắt nút chịu kép hoặc chịu đơn, vì nút cúc áo nó sẽ nhìn sẽ giống như nút xà vậy các bạn. Nhìn sơ ngang thì chúng ta sẽ khó phát hiện đó là nút cúc áo mà nghĩ đó là nút xà. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành phần dây đeo. Ở cuối cùng thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta khóa vòng dây lại. Một là bạn thắt thêm một nút cúc áo ở vị trí ngón tay cái mình đang cầm, ngón tay cái bên tay phải, chúng ta thắt nút cúc áo. Hai là chúng ta cắt bỏ một phần dây, chúng ta sẽ sử dụng một đoạn dây thôi, và chúng ta thắt nút chịu kép và tạo một cái vòng để chúng ta gắn cái nút cúc áo vào. Mẫu vòng tay của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì bấm like, share và đừng quên bấm đăng ký cho mình nha. Chúc các bạn thành công.